Ví dụ là lúc mà đèo cô ấy, biết là trước khi lên xe là phải đội mũ bảo hiểm đúng không? Thì mình lấy mũ bảo hiểm mình đội cho người ta, người ta không phải mất thao tác, người ta chạm vào nữa, cả cái để chân ra cho bạn ấy để. Thì nguyên cái đấy thôi là đã ghi điểm nhiều rồi. Thì riêng cái phần hạ thấp cái tôi trong giao tiếp ở trong cuốn Trước Bình Minh này, thì là cái người mà giao tiếp giỏi là cái người mà không đợi tới lượt mình nói. Thường ví dụ chúng ta giao tiếp ở trong một cái cuộc giao tiếp ấy, thì chúng ta sẽ thường là rất là thích nói. Đa phần chúng ta rất là thích nói hơn thích nghe. Chúng ta muốn nói để thể hiện bản thân mình, thể hiện mình tuyệt vời như nào, thể hiện mình tốt ra sao, thể hiện mình đã đạt được những cái thành tích gì, thể hiện cái khả năng khác biệt của mình. Đấy, nhưng mà cái nhu cầu lớn nhất của con người lại là nhu cầu thể hiện. Khi mà chúng ta mải mê thể hiện mình ấy, thì chúng ta sẽ làm mất cái khả năng thể hiện của người khác, làm mất cái thời gian thể hiện của người khác. Đấy, cho nên trong giao tiếp cái người mà không cần phải thể hiện ấy, không cố để thể hiện ấy, không cố để nói về mình ấy, mà cho người khác cái quyền để người ta thể hiện được nhiều nhất ấy, thì đấy là người giao tiếp tốt nhất. Người biết tôn vinh người khác, người biết vì người khác, giúp cho họ đạt được cái nhu cầu lớn nhất của họ. Một trong nhu cầu lớn nhất của con người đấy là nhu cầu được thể hiện bản thân mình. Nhưng đấy, bạn cứ để cho người ta nói, không cần phải đợi lượt mình. Họ cứ nói chán đi, mình cũng không cần phải nói, mình nghe thôi là đủ. Cần thì mình nói thôi, họ hỏi thì mình nói thôi. Đấy, thì họ sẽ được thể hiện nhiều nhất, thì họ sẽ yêu quý mình thôi. Còn nhiều bạn là hay sai lầm ở cái chỗ là khi mà nghe người khác kể về một thành tựu của họ ấy, là mình cũng tranh lanh để mình kể về thành tựu của mình, để ý là mình không lép vế, để ý là mình cũng giỏi, cũng xuất sắc, cũng thông minh. Ví dụ có ai đó kể với bạn là hôm qua tao vừa tham gia một cái cuộc thi marathon chẳng hạn, chạy được 42 km chẳng hạn. Thì đáng ra bạn mà lắng nghe câu chuyện đấy thì bạn phải khen họ, ghi nhận cho cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng của họ. Hỏi họ thêm về là bạn tham gia cuộc thi nào, bạn chạy từ mấy giờ, bạn chạy với ai, tại sao bạn lại có cái động lực để tham gia cái cuộc thi như thế. Người ta sẽ thích để người ta chia sẻ hơn. Còn nhiều bạn là khi nghe người khác kể về là họ đạt được cái mục tiêu như nào ấy, mình cũng tranh lanh mình kể những cái mục tiêu khác của mình. Ví dụ nghe là họ đạt được 42 cây, trong bạn cũng nói là trước đấy tớ cũng tham gia một cái cuộc thi bơi lội chẳng hạn, tớ cũng đạt được cái thành tích bao nhiêu cây đấy. Mình chưa kịp ghi nhận cho họ, mình đã kể về mình rồi, thì họ nghe họ sẽ không thoải mái lắm, không thích lắm. Hoặc là ví dụ ai đó đang kể chuyện là ở hôm qua tao đọc được một cái cuốn sách hay lắm đây này, ví dụ hôm qua tao mua được cái cuốn Trước Bình Minh này, tao đọc cái phần này hay lắm này. Đấy, xong bạn lại nhảy vào bạn bảo ôi đây có cuốn sách này hay hơn này, bạn đọc cái cuốn này này. Thế thì người ta đang say sưa kể về cuốn Trước Bình Minh, bạn lại nhảy vào bạn ngắt lời người ta thì người ta không có cơ hội thể hiện, thì người ta không quý mình thôi. Ví dụ bây giờ xem một bức ảnh chẳng hạn, thì khi mà có một cái bức ảnh chụp tập thể trong đó có bạn ấy, thì khi mà xem bức ảnh các bạn sẽ nhìn vào ai đầu tiên? Các bạn nhìn vào mình đầu tiên đúng không? Xem mình ở trong ảnh đấy có đẹp trai, có xinh gái không, có cái lỗi gì không đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ nếu như mà có người bạn của mình bên cạnh ấy, thì mình nhìn vào họ đầu tiên, xem là bạn mình trong ảnh là trông nó như thế nào, xong là đưa ra lời khen nó. Bạn ảnh này đẹp này, ảnh này cười tươi này, ảnh này nhìn xinh gái, nhìn khí chất này. Đấy, thì người ta sẽ thích, người ta sẽ quý mình, thì người ta sẽ nhìn lại mình, người ta lại đưa ra lời khen cho mình. Đấy, tức là khi mà mình biết vì người khác ấy, để ý người khác ấy, thì người khác sẽ để ý lại mình. Cuộc sống nó vui hơn, cho đi là sẽ nhận lại, là như thế. Tất cả những cái tư duy để mà em trở thành những người giao tiếp tốt hơn, tinh tế hơn, đọc Trước Bình Minh là sẽ trở thành cái người rất là tinh tế rồi. Các bạn rất là thích rồi. Anh ví dụ trong 29 tuyệt chiêu giao tiếp này, có cái tư duy một chạm chẳng hạn, áp dụng nguyên cái một chạm thôi là đã lấy được lòng của các bạn rồi. Một chạm là như nào nhá, ví dụ như là khi mà mình đưa nước mời cô gái nhá, mở nắp sẵn đi cho cô chỉ việc uống thôi. Người ta uống xong thì mình nhận lại chai nước và mình đóng nắp lại cho người ta. Người ta không phải làm gì hết ấy, chỉ việc mỗi uống thôi. Chúng ta mở nắp, đóng nắp, đấy là một chạm ấy. Ví dụ là lúc mà đèo cô ấy, biết là trước khi lên xe là phải đội mũ bảo hiểm đúng không? Thì mình lấy mũ bảo hiểm mình đội cho người ta, người ta không phải mất thao tác, người ta chạm vào nữa, cả cái để chân ra để cho bạn ấy để. Thì nguyên cái đấy thôi là đã ghi điểm nhiều rồi. Hoặc là tư duy tiếp theo đấy là một phút tới người đối diện sẽ làm gì. Bây giờ đưa cô đến nhà hàng ăn nhé, ví dụ như gửi xe chẳng hạn, gửi xe xong thì phải, ví dụ mà phải qua đường nhé, thì mình dắt cô qua đường để đừng có để cô đi một mình. Đấy, rồi là trước khi vào cửa thì mở cửa trước cho người ta, đừng để người ta phải mở. trước khi ngồi vào bàn ăn thì kéo ghế cho họ, đừng để họ phải kéo. Trước khi ăn mà có lau bát lau đũa thì mình lau trước cho họ, đừng để họ phải lau. Ăn xong rồi thì lấy giấy lau miệng đi, thì lấy trước đi, đừng để người ta phải lấy. Những cái đấy là 1 phút tới người đối diện sẽ làm gì. Cô ấy là lo sợ mình sẽ đưa cô ấy đi qua đêm thì nói trước với cô ấy là cứ ngồi đây rồi 10 giờ anh đưa về. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.